Em chào bác nha. Lên cho bác một cái video toàn những cái dòng size mini để các bác gọi là thử thức dao thôi. Đấy. Đầu tiên là một em dao mini này, nói chung là mini thôi nhưng em này cũng hơi bự một tí rồi. Lưỡi em này là 13 các bác nhá. Độ dày sống lưng là 5 ly hơi cong này. Cán sử dụng dòng cán ốp hoàn toàn. Dòng này thì em sẽ có vỏ da cho tất cả các bác các bác nhá. Chốt hai đinh. Con này là cán mun nên khi mà chốt đinh vàng vào nhìn rất là sáng luôn. Em này với mức độ là dày 5 ly như này thì các bác có thể chặt được gà, vịt, xương sườn rồi các bác đi phượt, đi câu, làm cá chặt cây củi là chuyện rất là trong tầm với của em này luôn các bác nhá. Đấy. Em này có giá là 280 000 giá không thay đổi ạ. Tiếp theo là một em dao nữa cũng là hệ mini nhưng mà cũng là hệ mini to rồi, nó cũng không phải là hệ siêu mini nữa đâu. Em này là lưỡi 15 các bác ạ, độ dày sống lưng là 5 ly, bản rộng rơi vào là, là bản 3,2 rồi. Nên nhìn tương đối là lớn rồi các bác nhá. Con này là cán, cán sử dụng dòng vót tay như này, cán ốp hoàn toàn nhưng mà có vót tay như này tạo cái sự chắc chắn khi mà các bác sử dụng những em này thì sử dụng những cái dòng thép như là nhíp G, nhíp đỏ này Vòng bi chẳng hạn ưu tiên những cái dòng nhỏ nhỏ như này cho tất cả các bác để các bác đi phượt đi rừng đi câu thì mình không phải mài quá nhiều mà nó vẫn rất là bén sắc khi mình sử dụng này, ngoài những cái em dòng dao hiện đại ra ngoài cán môn thì mình có dòng cán cầm chỉ cho tất cả các bác dễ lựa chọn mỗi bác thì mình có một sở thích mà nên là ngoài cán môn ra thì em có làm cán cầm chỉ để cho các bác sử dụng Cán con này to nên cầm cực kỳ là đầm tay các bác nhé Cầm cực kỳ là đầm tay luôn Đấy Ngoài những con dao không vỏ ra hoặc là vỏ ra Thì là hiện tại em có những cái em dao vỏ gỗ để cho các bác lựa chọn này Đầu tiên thì em giới thiệu với các bác một hệ size mini Nó cho trong video này em sẽ chỉ giới thiệu dòng size mini để các bác đi đường đi phượt thôi Em này lưỡi 13, độ dày sống lưng là 5 ly, bản rộng rơi bản 2,8 Rất là bé nhỏ xinh thôi các bác nhé Em này có vỏ ạ Em này có vỏ ạ Đấy, tổng cả vỏ thì cầm trên tay em thì nó sẽ ở mức độ như thế này thì các bác à, nhìn rõ ràng được cái kích thước của nó luôn các bác nhá. Em này có giá là 460 000 một em dao có vỏ. Tiếp là một em dao dòng cán hai tầng. Con này thì tương đối là xinh, em này là, là hệ lọc thái gọt thôi, nó không chặt được bởi vì mức độ của nó dày đến một ly thôi. Thì chủ yếu là các bác để à, lọc thái gọt thái thịt thái rau củ quả thì thịt, thịt bò này khi mà các bác đi picnic đi phượt chẳng hạn đấy chủ yếu là lọc gọt các bác nhé em này cũng là dạng có vỏ này em này có giá là 560.000 sáu một em cái điều đặc biệt của em này là ở phần cái cán dao các bác nhé ở phần cán dao sử dụng cán nhiều tầng tạo điểm nhấn cho con hàng nhìn con hàng rất là sang luôn đấy đấy em qua tiếp đến mẫu tiếp theo thì em này lưỡi sẽ hơi dài một chút nhá Em này sẽ hơi là dài một chút, em này lưỡi là rơi vào 16 rồi đấy các bạn. Cán sử dụng hệ cán vót tay, cán hai tầng, một tầng gỗ cầm chỉ, một tầng gỗ mun chốt, một đinh có lỗ ở đuôi dao cho tất cả các bác đây. Lưỡi sắc chiều đoạn an toàn thì còn 15, độ dày sống lưng dao là 5 ly. Con này các bác chặt chân giò. Đi phượt đi câu thì mình làm, cá này, chặt gà, chặt vịt này. Đấy, đào hố vót trông này thì các bác cứ sử dụng đoạn nhọn này cho em. Hàng có cả vỏ như này, đi cả vỏ cho tất cả bác là 580 000 một em dao các bác nhé vỏ là vỏ gỗ cầm thị xanh đấy các bạn hơi hơi xanh nếu mà ngoài những cái lưỡi thẳng hiện đại ra Thì mình sẽ đến với những cái con dao mèo truyền thống đi Mèo truyền thống các bác nhé Mèo truyền thống có lá chắn đồng vàng này Vót đốt trúc có lỗ sổ dây bằng đồng vàng như này cho tất cả các bác Có lá chắn đồng vàng nhé Các bác lưu ý hàng có lá chắn đồng vàng cho tất cả các bác này Chốt đinh này Vót đốt trúc này có lỗ sổ dây cho tất cả các bác Thì em này thì vẫn để giá cho tất cả các bác Giá không thay đổi từ ngày đầu tiên đến bây giờ Em không có điều chỉnh giá mấy các bác nhé Tại vì là nhiều bác hỏi là mình có có điều chỉnh giá hay là, là trước giá bằng này thì giờ có tăng giá hay giảm giá hay không thì xưởng không tăng không giảm từ những ngày ra mẫu các bác nhá đấy em giao như này là dòng cả vỏ vỏ là vỏ mèo đấy vỏ mèo vuông 480.000 một em các bác nhé dòng gỗ cẩm thị xanh ạ vân rất là đẹp luôn các bác ạ Ngoài ra thì bác nào mà mình không thích dòng muôn thì mình tham khảo sang cái dòng cầm chỉ cho em Thì đây sẽ là một con cán gỗ cầm chỉ và vỏ vỏ gỗ cầm chỉ Mèo là mèo lưỡi 15 các bác nhé Mèo lưỡi 15 vỏ gỗ cầm chỉ, cán gỗ cầm chỉ Em này là nãy em nãy là vỏ vuông thì em này sẽ là hệ vỏ nhọn như này cho tất cả các bác nhá Là hệ vỏ nhọn như con này em đang chọn nhầm vỏ Nhầm vỏ của nó các bác Em đang chọn bị nhầm vỏ nhưng nó sẽ là tương đương như này các bác nhé Nó sẽ có con đúng vỏ của nó thôi Đấy, thì em này cũng có giá là 480.000 một em Thì em có những cái dòng khác như là như con này Nó là, sẽ là hệ dạng cá mọc con này Con này nó là hệ cá mọc con Đấy Em rất là thích con này luôn Vì một số bác cũng có những cái sở thích riêng Mỗi bác một sở thích riêng Ví dụ như em này sẽ là một em cá mọc con Lưỡi là 13 nhưng bản rộng em này là lên đến bản 4 các bác nhá Em cá mập này thì cho vào vỏ rất là xinh luôn Đấy con này báo giá đấy cả bác là 580.000 một em nhé 580 Ngoài mũi nhọn thì các bác cũng có thể tham khảo ra mỗi tù Có như em ra mũi tù Em này thì là bao chặt chân giò cho tất cả bác Vì em đã có video chặt chân giò của em này rồi Đấy em cho vào vỏ dao cho các bác tham khảo này Đấy Tương đối là xinh các bác ạ Nói chung là xưởng em thì cũng sẽ có những cái dòng mini xinh xinh như này Để giao lưu với tất cả các bác các bác ưng thì mình cũng có thể liên hệ Zalo của em là số là 0347 753 780 các bác nhá. Xưởng dao Phúc Sen HD, chuẩn dao cao bằng. Còn con này là một hệ dao cong này, có ốp đồng ở đuôi dao cho tất cả các bác này. Vỏ là vỏ cầm thị xanh các bác nhá. Dao cong ốp đồng vỏ cầm thị xanh. Con này có giá là 620 vì em này có ốp đồng ở đuôi dao và có lò chắn đồng ở đây các bác nhá. Có lỗ rổ dây bằng đồng vàng cho tất cả các bác. Đấy. Mỗi em thì nó sẽ mang một cái dáng hình riêng Và mỗi em sẽ có một vẻ riêng Một vẻ đẹp riêng của nó Em bác nào ưng con nào thì mình có thể ủng hộ xưởng Với zalo là 0347 753 780 Hoặc mình có những mẫu nào mình có thể gửi qua xưởng Để xưởng giao lưu của các bác các bác nhé Xin chào tất cả bác Hẹn gặp các bác trong những cái video sau ạ Cảm ơn tất cả bác rất nhiều